Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, người dân sống tại một khu chung cư ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc, hốt hoảng sau khi chứng kiến hình ảnh hai đứa trẻ ngồi trên cục nóng điều hòa phía ngoài căn hộ. Được biết, hai cháu bé là con của một hộ gia đình sống tại tầng 23. Trước đó, vợ chồng chủ nhà có cãi nhau. Trong cơn tức giận, vợ mở cửa sổ, đặt con ngồi trên cục nóng để gây sức ép về chồng. Đoạn clip do một nhân chứng quay lại cho thấy những đứa trẻ ngồi trên cục điều hòa không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Có thể thấy hai đứa trẻ đang khóc vì sợ hãi. Trong khi đó, người vợ ngồi trên bệ cửa sổ tiếp tục tranh cãi với chồng mình, dường như không quan tâm đến sự an toàn của bọn trẻ. Phát hiện ra sự việc, người dân trong khu chung cư nhanh chóng báo cáo tình hình với cảnh sát và gọi cứu hỏa. Linh cứu hỏa đã đến ngay lập tức và bắt đầu một cuộc giải cứu căng thẳng. Nhờ vào nỗ lực của họ, cả hai đứa trẻ đã được cứu sống và đưa trở về nơi an toàn hiện hai bé đã được giải cứu không bị thương sau sự việc hội phụ nữ địa phương cho biết cơ quan chức năng đang điều tra xem mâu thuẫn gì đã khiến người vợ có hành động dại dột khi có thông tin chi tiết sẽ công bố với báo chí cư dân mạng không khỏi phẫn nộ về sự coi thường tính mạng hai đứa trẻ của cha mẹ nhiều người đề nghị phải xử lý nghiêm cha mẹ của hai em bé nhằm làm gương cho các cặp vợ chồng khác chia sẻ với báo chí luật sư Liang Liangshan công ty luật Hengda Trung Quốc cho hay hành động của người mẹ ép con ngồi trên cục nóng điều hòa rất nguy hiểm. Đây là hành vi bất hợp pháp, xâm phạm về sức khỏe và sự an toàn của hai em bé. Theo Điều 36 Bộ Luật Dân sự Trung Quốc, tòa có thể thu hồi tư cách giám hộ với cá nhân hay tổ chức nếu bên giám hộ có hành vi gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của người được giám hộ. Theo đài Al Jazeera, cơ quan phòng thủ Đài Loan, Trung Quốc tuyên bố đã phát hiện 153 máy bay quân sự của Bắc Kinh bay quanh hòn đảo này. Cơ quan này khẳng định, sự gia tăng đột ngột hoạt động của máy bay quân sự từ 5 giờ ngày 14 tháng 10 đến 6 giờ ngày 15 tháng 10 đã phá kỷ lục về số máy bay bị phát hiện trong 25 giờ. Tính ra trung bình cứ 10 phút, phía Đài Loan lại phát hiện máy bay quân sự của Trung Quốc. Một bản đồ do cơ quan phòng vệ Đài Loan công bố cho thấy 28 trong số những máy bay trên đã vượt qua đường trung tuyến nhạy cảm trên eo biển Đài Loan. Những khu vực khác đã ghi nhận hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc là vùng biển gần bờ biển phía đông nam. Nơi có một căn cứ không quân lớn của Đài Loan và ở phía tây nam tại phần trên cùng của biển Đông, nơi có quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thêm là đã phát hiện 14 tàu hải quân Trung Quốc và 12 tàu thuộc lực lượng hải cảnh và những lực lượng tương tự của Trung Quốc. Ngoài ra, phía Đài Loan cũng khẳng định cuộc tập trận của Trung Quốc đã một lần nữa gia tăng căng thẳng trong khu vực. Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA Hoàn thành cuộc tập trận liên hợp Lợi Kiếm 2024B hôm 14 tháng 10. Bắc Kinh đã điều số lượng lớn máy bay chiến đấu, tàu chiến, tàu hải cảnh đến khu vực biển gần đảo Đài Loan để tham gia cuộc tập trận này. Sau khi tiến hành cuộc tập trận trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 14 tháng 10 tuyên bố họ sẽ có hành động tiếp theo chống lại Đài Loan nếu cần. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov hiện đang có chuyến thăm Trung Quốc và gặp các quan chức quân đội cấp cao của nước chủ nhà để thảo luận về việc tăng cường mở rộng hợp tác quân sự. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương nước này Trương Hữu Hiệp đã gặp Bộ trưởng Belousov tại thủ đô Bắc Kinh trước đó một ngày. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn lời Bộ trưởng Belousov nhận định, ông đã có cuộc đối thoại thực chất với ông Trương Hữu Hiệp. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nói rõ, "Chúng tôi có quan điểm và đánh giá chung về tình hình cũng như nhận thức chung về những gì phải làm cùng nhau." Theo ông, nhiệm vụ hiện nay là củng cố các mối quan hệ song phương. Về phần mình, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường và mở rộng hợp tác quân sự với Moscow, đồng thời duy trì trao đổi cấp cao giữa hai bên. Lưu ý rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đảm bảo rằng quan hệ song phương ở mức cao nhất trong lịch sử. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã có cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà Đồng Quân. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc dẫn lời ông Đồng Quân nhấn mạnh, hai quân đội cần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác chiến lược và liên tục thúc đẩy quan hệ quân sự. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Belousov cho rằng Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Trung đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quan hệ chiến lược, trong khi hợp tác quân sự song phương đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định toàn cầu và khu vực. Bộ trưởng Belosop cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm Bắc Kinh lần này của ông sẽ giúp củng cố quan hệ đối tác chiến lược Nga Trung trong lĩnh vực quốc phòng. Đầu tháng này, phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga, Maria Zakharova nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại chính trị ở mọi cấp độ." tập trung vào hoạt động ngoại giao của các nhà lãnh đạo. Cả hai nước hiện đang tập trung hợp tác, triển khai các sáng kiến về thương mại, vận tải, hậu cần, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ, công nghiệp và tài nguyên khoáng sản. Theo bà Zakharova, trong bối cảnh áp lực trừng phạt ngày càng gia tăng từ phương Tây và chính sách kiềm chế kép nhắm vào cả Nga và Trung Quốc, ưu tiên là đảm bảo hoạt động đáng tin cậy và không bị gián đoạn của các cơ chế thanh toán để bảo vệ lợi ích hợp pháp của hai nước. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh coi trọng quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt đẹp với Bắc Kinh. Bất chấp tình hình quốc tế khó khăn, gần đây hai bên đã đạt được tăng trưởng về chất trong lĩnh vực thương mại và triển khai nhiều dự án song phương quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực. Mới đây, Tập đoàn Quốc phòng Italy Leonardo và công ty sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall công bố thành lập liên doanh mới. Liên doanh mới mang tên Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, viết tắt là LRMV, có nhiệm vụ phát triển xe tăng cho quân đội Italy và các phương tiện quân sự khác. Giám đốc điều hành tập đoàn Leonardo, ông Roberto Cincolani cho biết hợp đồng sắp tới có giá trị khoảng 23 tỷ euro, tương đương khoảng 25 tỷ đô la Mỹ. Mỗi công ty sẽ nắm giữ 50% cổ phần của LRMV có trụ sở tại Italy và sẽ bắt đầu vận hành vào đầu năm sau. Mục tiêu đầu tiên của liên doanh là phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực MBT mới của Italy dựa trên mẫu Panther KF-51 của Rheinmetall. Theo ông Chincolani, đây là bước tiến đáng kể hướng tới việc tạo ra một hệ thống phòng thủ châu Âu dựa trên các nền tảng chung chuyên biệt. Grand Metro là một trong những nhà sản xuất đạn pháo và xe tăng lớn nhất thế giới. Tập đoàn này bắt đầu tăng cường sản xuất sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Hồi tháng 5 năm 2023, Grand Metro thành lập liên doanh với tập đoàn nhà nước Ukraine Ukroboronprom để chế tạo và sửa chữa xe tăng ở quốc gia Đông Âu. Hồi đầu năm nay, tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall thông báo đã ký thỏa thuận với một công ty của Ukraine về việc sản xuất đạn pháo tại quốc gia Đông Âu. Thỏa thuận được ký bên lề hội nghị an ninh Munich 2024 đã diễn ra tại bang Bayern giữa Bộ trưởng Công nghiệp Ukraine Alexander Kamyshin và Giám đốc điều hành Rheinmetall, ông Armin Papager. Liên doanh được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường đáng kể nguồn lực quốc phòng cho Ukraine cũng như tăng cường an ninh cho châu Âu. Theo một số nguồn tin, Đức đã khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất đạn pháo tại khu phức hợp công nghiệp của Rheinmetall ở thị trấn Unterluss, Mangniedersecksen. Nhà máy này đặt mục tiêu từ năm 2025 sẽ bắt đầu sản xuất đạn pháo 155 mm theo tiêu chuẩn NATO, có thể sử dụng trong nhiều hệ thống pháo binh với sản lượng cao nhất là 200.000 đơn vị một năm. Vào tháng 7, đài CNN của Mỹ loan tin Nga đã lên kế hoạch ám sát ông Armin Papager. giữa lời năm quan chức Mỹ và phương Tây giấu tên. CNN cho biết âm mưu này được phát hiện vào đầu năm nay. Ông Papger đã gắn bó với Rheinmetall trong 34 năm, trong đó có hơn 11 năm làm CEO của tập đoàn đang sản xuất đạn pháo và phương tiện quân sự cho Ukraine. Cũng theo CNN, Mỹ được cho là đã thông báo với Đức để các cơ quan an ninh của nước này có thể bảo vệ ông Papger. Theo CNN, việc nhắm vào CEO Rheinmetall chỉ là một trong hàng loạt kế hoạch của Nga nhằm ám sát lãnh đạo các công ty trong ngành quốc phòng trên khắp châu Âu. Một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết tập đoàn Leonardo của Ý không có kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh cho các CEO của mình. Tuần trước tập đoàn này vừa thành lập liên doanh với Rand để sản xuất xe tăng. Chủ tịch cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập, ông Oshama Rabie cho biết, hơn 6.600 tàu đã chuyển hướng khỏi kênh đào Suez để chọn tuyến đường dài hơn và đắt đỏ hơn qua mũi hảo vọng ở miền Nam Châu Phi Kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, do căng thẳng ngày càng gia tăng ở khu vực Biển Đỏ. Phát biểu tại diễn đàn Logistics Toàn cầu diễn ra mới đây ở thủ đô Riyadh của Xê út, ông Rabie cho hay doanh thu từ kênh đào Suez trong năm tài chính 2023-2024 đã giảm 23,4% so với năm tài chính trước đó, xuống còn 7,2 tỷ đô la Mỹ. Trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 6-2023, kênh đào Suez đã ghi nhận mức doanh thu 9,4 tỷ đô la Mỹ. Theo ông Prabier, số lượng tàu di chuyển qua kênh đào Suez trong năm tài chính 2023-2024 giảm 22,16% so với năm tài chính 2022-2023 xuống còn 20.148 tàu. Người đứng đầu SAA mô tả tình hình hiện tại ở Biển Đỏ là một cuộc khủng hoảng đặc biệt, đồng thời nêu bật những thách thức an ninh đối với sự bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Rabier khẳng định, bất chấp tình trạng gián đoạn hiện nay, kênh đào Suez vẫn là tuyến hàng hải quan trọng nhất, ngắn nhất và an toàn nhất so với các tuyến đường thay thế như tuyến qua mũi hảo vọng, vốn thiếu tính bền vững và các dịch vụ hàng hải. Việc các tàu chọn tuyến đường vòng qua mũi hảo vọng để đến châu Âu sẽ tốn nhiều thời gian hơn, lên tới 15 ngày, dẫn đến chi phí tăng vọt. Ông Rabier cho biết thêm, SCA đã giới thiệu nhiều dịch vụ hàng hải khác nhau cho khách hàng trong các trường hợp bình thường và đặc biệt, các dịch vụ này bao gồm bảo trì và sửa chữa tàu, kiểm soát ô nhiễm, cung cấp nhiên liệu, loại bỏ chất thải rắn, dịch vụ cứu thương hàng hải và thay đổi thuyền viên. SCA hiện đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác để phát triển các cảng và thành lập các bến container với sự phối hợp của Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập. Căng thẳng ở Biển Đỏ đã gia tăng nguy hiểm sau khi lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào các tàu thương mại ở eo biển Chiến lược Bab el-Mandeb thuộc khu vực Biển Đỏ kể từ tháng 11 năm ngoái. Biển Đỏ được kết nối với Địa Trung Hải thông qua kênh đào Suez của Ai Cập, tạo ra tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á. Biển Đỏ cũng được kết nối với Vịnh Aden qua eo biển Bab el-Mandeb giữa Yemen và Djibouti.